Ok, xin chào cả nhà nhé. Thì quay lại với clip ngày hôm nay thì anh em mình đang ở một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, nhưng mà đi full toàn bộ là hệ thống cửa đi bằng nhôm Xifa nha anh em. Anh em đi theo mình và review sơ sơ. Đây là hai bộ cửa sổ thì đi Xifa 4 cánh mở ra một quay nha. Còn của hai cái bộ này nó nằm ở đằng nào? Đấy, cái bộ này nằm bên kia kìa. Bộ này nằm bên kia. Bộ này nằm ở đây này. Đây. Ở đây luôn hả? Đằng kia là cửa hai cái. Đấy. Còn cửa cái là đi cửa spa hai cánh, cửa ra ngoài. Cái bé đi spa hết nha anh em. Thôi anh em mình cùng xem anh em mình hoàn thiện cái cửa này nhé. Ok mọi người nhé, thì lắp ráp cũng gần xong rồi, treo được mấy bộ cửa sổ, mấy cái khung bao cửa đi, và bên đây thì còn hai cái đây còn hai cái khung cửa phòng nữa, này bên này còn cái khung cửa sổ, ở đây còn cái khung cửa sổ nữa là anh em về, tại vì nhà người ta hối quá nên lắp trước khung bao, còn cánh thì anh em mình lát sau nhé, do nó hối quá. Anh em có nhu cầu thì cứ làm nhôm Xifa nha anh em, bây giờ giá nó cũng rẻ rồi chứ không phải làm mắc đâu, cứ chơi tẹt thôi nha bà con. Bây giờ nhà bé bé nó còn đi được mà, huống hồ gì nhà mình có điều kiện. Còn 9 tháng rồi, 9 tháng phải có 54 triệu mấy cây ấy sơn. Hiện tại anh em mình lắp xong rồi mà hiện tại trời nó đang chuẩn bị mưa gió nha anh em, đây là không về được. Chắc mình kết thúc video ở đây, anh em nhớ like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye. Đây mình là